Vâng, em xin gửi lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0968 22 889. Ngày hôm nay thì em Việt lại tiếp tục mang đến cho các anh chị chúng ta tham khảo với một mẫu xe gầm cao 7 chỗ với form dáng thiết kế mạnh mẽ nam tính đến từ thương hiệu Ford. Một chiếc Ford Everest phiên bản máy dầu số tự động động cơ 2.2 với hộp số 6 cấp được sản xuất năm 2017. Chiếc xe này của em Việt thì mới lăn bánh được 8 vạn chuẩn. Và tất cả tình trạng xe thì đều được cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích ngập nước. Bao check hãng cũng như là cam kết bảo hành sau khi bán trong vòng 1 năm sử dụng tiếp theo. Vậy thì với một cái mức tiền để chúng ta có thể sở hữu cho mình được chiếc xe 7 chỗ gầm cao máy dầu rất chất lượng này, chỉ hơn 700 triệu một chút thôi. Vậy liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra hay không? Thì ngay bây giờ em Việt mời các chị chúng ta có thể cùng dành ít phút để theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc Ford Everest 2017 phiên bản máy dầu đấy, đúng không ạ? Do mấy ngày hôm nay thì đang mưa gió nên là em Việt không thể mang ra ngoài để quay cho các bác chúng ta được rõ nét hơn. Thì em sẽ quay ở trong showroom. Bác nào mà chúng ta mà quan tâm thì có thể kết bạn Zalo theo hotline. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết để các anh chúng ta có thể tham khảo nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay vào phần đầu xe. Thì có thể nói Everest thì nó có cái thiết kế khác biệt so với cả những chiếc Santa Fe hay là Sorento. Thì quý anh chị thể thấy là cái đường nét thiết kế của dòng Everest này thì nhìn nó nam tính, đúng không ạ? Nó mạnh mẽ, đặc trưng của những dòng xe Mỹ, cơ bắp. Mặt ca lăng chúng ta có thể thấy là nó có những thanh nan chrome to bản tạo điểm nhấn với logo thương hiệu Ford ở chính giữa. Phần cản dưới thì cũng được thiết kế hầm hố hơn. Đấy, mang lại cảm giác rất chắc chắn. Hệ thống đèn pha thì quý anh chị chúng ta có thể thấy là xe nó đã được trang bị với bóng đèn bi projector kết hợp với bóng đèn halogen. Và dù 2017 nhưng các bác có thể thấy theo thời gian, nhưng mà chất lượng hệ thống đèn pha của xe phải nói là còn rất là tuyệt vời nhá. Và các chị chúng ta có thể thấy là những cái xe mà không bị đâm đụng thì chúng ta nhìn đường mép này, nó phải đều thẳng tăm tắp. Được chưa ạ? Và đây tiếp tục thì quay cho chúng ta một chút cái phần đèn gầm ở dưới này. Đấy, các anh chị có thể thấy là nó còn rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta có thể nhìn với em tổng thể phần đầu của xe nhé. Và một cái thiết kế mà mang lại chúng ta với một cái cảm giác mạnh mẽ, đúng không ạ? Và tiếp tục hệ thống đèn pha bên phía lái thì đây. Đấy, các anh chị chúng ta có thể quan sát cho em này theo thời gian này, nhưng mà nó đẹp long lanh luôn nhá, kể cả phần đèn gầm ở dưới. Xe được trang bị một bộ la răng phay thiết kế rất nam tính và to bản. Các anh chị có thể thấy cái hệ thống la răng của xe này. Và lốp láp thì gai còn rất dày này, xe chạy hơn 8 vạn thôi. Để các bác có thể nhìn cho em, kể cả cụm phanh bên trong nhá. Đấy, nó cũng còn trắng phau phau. Ok chưa ạ? Đó là ngoại thất của xe. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có một cái gương chiếu hậu khá là lớn, tích hợp xi nhan ở trên gương, bậc cửa lên xuống. Và với phiên bản máy dầu này thì mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc Everest thực sự cũng rất là tiết kiệm, 8,3 lít dầu cho 100 km đồng hồ của đường ngoài đô thị. Chiếc xe ăn có 7,25 lít dầu thôi. Nhìn form dáng gầm cao, rộng rãi, đúng không ạ? Mang lại chúng ta với một cái không gian các anh chị có thể thấy là thực sự rất là tiện nghi. Đó là ngoại thất của xe nhá. Và gần như các anh chị có thể thấy là chủ nhân cũ người ta đi. Đấy, các anh chị tiết la răng của nó này. Đấy, gần như là không để lại vết xước sát, la răng lên tới 18 inch. Vâng. Và cái đường mép cánh cửa thì đây, em cũng quay để cho các anh chị ta để thấy. Nó phải đều và thẳng tắp tắp như này nhá. Đấy, để các anh chị ta để thấy là xe nó không bị đâm đụng, không bị va chạm, được chưa ạ? Đó, các đường mép này. Các bác thấy cực kỳ là ok. Và tiếp tục đi về cái phần đuôi phía sau thì quý anh chị chúng ta có thể thấy đó là xe được trang bị một cái đuôi gió tích hợp đèn phanh ở trên cao, gạt mưa cho kính phía sau. Đèn hậu thì nó được trang trí với những cái giải đèn LED. Đấy, và thiết kế rất đẹp mắt và tinh tế nhá. Đấy, có thêm đèn xi nhan là bóng đèn halogen. Và các anh chị nhìn cho em này. Đấy, cái đèn theo thời gian này. Đấy, những cái đường mép này rất liền lạc đây. Đó, đều thẳng tăm tắp, đúng không ạ? Điều này sẽ chứng tỏ cho xe không bị đâm đụng va chạm. Phía sau thì chúng ta cũng thấy là được trang bị cảm biến cảnh báo va chạm cũng như là lít cản thể thao. Đó, và tổng thể phần đuôi sau thì các chị có thể ngắm chọn cho em nhé. Đấy, xe bao zin nguyên bản toàn tập cho anh chị. Và các anh chị nhìn cho em đèn hậu bên phía phụ này. Đấy, phải nói là căng đét luôn, đúng không ạ? Cái đường mép này. Đấy, rất là ok nhé. Và em mở luôn cho các anh chị ta cái khoang cốp này. Thì quý anh chị ta để thấy là chiếc xe này thì nó cũng dạng là 5+2. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng đến hàng ghế thứ ba thì cái khoảng cốp còn lại của chiếc xe vẫn đủ rộng để các anh chúng ta có thể là mang theo vài cái vali. Và độ zin thì đây, các anh chị nhìn cho em những cái vệt đinh tán của nó này. Đấy, từng cái ốc này. Đây. Đó, nguyên zin nguyên bản. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết nhá. Vâng, phía sau này chúng ta còn có cả loa này. Đấy, cũng có cổng cắm sạc nhá. Và nếu mà trong trường hợp mà các anh chị chúng ta không sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba, các bác gập phẳng như này. Đấy, thì các anh chị chúng ta sẽ có một không gian cốp phải nói là cực kỳ rộng rãi để các anh chúng ta có thể là mang theo vali hành lý trong chuyến đi của mình. Đấy, và chủ nhân cũng rất cẩn thận khi làm thêm các lót da này. Đấy, phía dưới này chúng ta có đồ đạc kích thay thế và nguyên zin nguyên bản hết, các anh chị nhìn cho em. Đó, không chê về đâu được về chất lượng, đúng không ạ? Và một chiếc xe phải nói là thực sự mang đến chúng ta khả năng vận hành rất bền bỉ và lành tính.
Ngoại thất xe thì gần như là chỉ có một vài vết xước sát nhỏ thôi, cái này thì không tránh khỏi sau quãng thời gian sử dụng. Nhưng các bác có thể thấy là từ sơn si, từ la răng, từ các chi tiết bậc cửa hay là hệ thống đèn của nó vẫn còn rất đẹp theo thời gian, đúng không ạ? Với chiếc xe này thì gần như là các bác chúng ta mua về thì các anh chị chúng ta chỉ việc đổ dầu là chạy thôi và không phải làm gì hết, xe vừa bảo dưỡng xong, lốp lắp gai dày nhé. Vậy thì đó là ngoại thất của chiếc Ford Everest. Bây giờ để giúp các anh chị chúng ta đánh giá tình trạng chất lượng tốt hơn thì em sẽ mở cửa chúng ta đi vào cái nội thất bên trong của xe nhé. Vâng, vậy thì đây là nội thất bên trong của chiếc Ford Everest với ghế da cao cấp màu đen. Và đây là ghế da zin như bản thân xe. Các anh chị có thể thấy là xe nó chạy chuẩn 8 vạn thôi. Nên là các bác có thể thấy là cái ghế của nó còn rất đẹp nhá. Nó không để lại nhiều vết nhăn. Đấy, kể cả cái má ghế này. Đấy, chúng ta thấy là họ đục lỗ thông hơi. Được chưa ạ? Tạo điểm nhấn. Với thiết kế khu vực bản tắp lô thì chúng ta thấy là chiếc xe này cũng rất là quen thuộc, giống như là những dòng Forerunner vậy. Đúng không ạ? Thì xe được trang bị vô lăng 4 chấu. Và trên đó thì tích hợp cả ga tự động cả giới hạn tốc độ lim nhá. Đấy, nghe thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói, được chưa ạ? Đấy, và các chi tiết khu vực bản tắp lô thì các anh chị thể thấy là thiết kế rất nam tính, với viền cửa gió điều hòa thì họ cũng có thêm những cái chi tiết chrome này, gương chỉnh điện mà có gập gương nhá, hệ thống chỉnh đèn đây. Đấy, và chúng ta có thể ngồi lên thì các bác có thể thấy là tầm quan sát phía trước rất là tốt này, xe thì lăn bánh là 8.2 nhá. Cái này do em chưa nổ máy thì nó đang báo lên một vài cái lỗi check thôi, cái này thì nổ máy cái là ok, được chưa? Và đặc biệt là em rất là thích cái khu vực bản tắp lô trung tâm này, thì các bác có thể thấy là thiết kế rất nam tính, đó, rất nam tính nhá. Trên này chúng ta có loa này, rất ok. Đấy, màn hình cam lùi, nổ máy thử là để các bác có thể nghe nhá. Đấy, hôm nay nó lại đang hơi yếu điện một chút vì xe để trong gara. Cái này thì chỉ cần sạc qua thôi nhá. Đây, các chị nhìn về hệ thống điều hòa của xe này, khu vực cần số. Đấy, xe trang bị cân bằng từ chống trơn trượt nhá. Quan trọng là các bác nhìn về cái chi tiết nội thất theo thời gian nhưng mà nó vẫn đẹp và còn rất là mới. Đấy, gương chiếu hậu này, trần này, trần thì được chủ nhân cũ bọc ni lông rồi, khá là cẩn thận, đúng không ạ? Đấy, giúp cho cái phần nỉ nó không bị bám bẩn theo thời gian. Và ghế phụ như đây. Đấy, các anh chị để thấy là chất lượng của nó thực sự là còn rất là tốt theo thời gian, đúng không ạ? Đấy, và khu vực bản tắp lô trung tâm chúng ta có thể ngắm trọn lại giúp em nhé. Và các chi tiết bản lề thì đây, độ zin của nó này. Đấy, các anh chị để thấy là không một tí vết. Đấy, loa này, các chi tiết cửa này, kính auto này. Đấy, bọc da nhé, may chỉ tạo điểm nhấn này. Và tapi cánh cửa các anh chị có thể quan sát giúp em. Phải nói là một chiếc xe thực sự là còn rất đẹp các anh chị ạ. Vâng, rất đẹp luôn nhá. Đây, từ móc khóa này, từ con ốc này. Đấy, tem mác đầy đủ hết. Được chưa? Quá ok luôn. Ghế là ghế chỉnh điện nhá. Ghế lái là chỉnh điện này. Và tiếp tục chúng ta có thể đi về với hàng ghế thứ hai. Thì các bác có thể thấy độ rộng rãi mà chiếc Everest mang lại cho các chúng ta với hàng ghế thứ hai. Chúng ta có thể ngồi được ít nhất 3 người. Và các bác nhìn cho em cái ghế của nó này. Đấy, xe người ta chỉ đi gia đình thôi. Đấy, nên là các bác có thể nhìn cho em là cái chất lượng của nó theo thời gian nhưng mà nó còn cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phía trên này chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa này. Đấy, ở trên trần thổi xuống. Đấy, chúng ta cũng đèn trần này. Đấy, ở đây chúng ta có hệ thống điều hòa nhé. Chúng ta có thể chỉnh hướng gió này, chỉnh tốc độ gió và chỉnh nhiệt độ luôn. Có cả cổng cắm sạc 12V và độ zin thì đây. Các bác cũng có thể quan sát giúp em. Đấy, các chi tiết này, nguyên zin nguyên bản cho các chị từ A đến Z nhé. Nguyên zin nguyên bản. Và tiếp tục thì chúng ta có thể đi sang phía bên đây. Đấy, các bác có thể thấy chất lượng của xe này rất tuyệt vời luôn. Ghế này, đó, căng đét luôn nhá. Nói chung là chiếc xe này thì gần như là các bác mua về các anh chị ta không phải làm gì cả. Đấy, các anh chị ta chỉ việc đổ dầu là chạy thôi. Nội thất bên trong còn rất mới. Vâng, một chiếc xe chạy có 8 vạn thì các bác thấy là nó còn cực kỳ là mới, đúng không ạ? Và nguyên zin như bản từ con ốc này. Có thể nhập khẩu Thái Lan nhá. Đây ạ, đấy, made in Thái Lan chứ phải lắp ráp tại Việt Nam đâu. Vâng, đó, Ford Everest 2017, siêu chất. Vậy thì đó là nội thất. Vậy thì bây giờ để giúp các chị ta đánh giá tình trạng chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì em sẽ mở nắp capo chúng ta kiểm tra khoang động cơ nhé. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Ford Everest nhá. Đây, đầu tiên các bác chúng ta kiểm tra cái capo này. Đấy, các anh chị nhìn cho em cái lỗ tròn ở phần capo, nó không bị méo. Đấy, điều này nó sẽ giúp chứng tỏ cho xe không bị đâm đụng. Máy thì đương nhiên là máy số zin rồi. Đây, máy thì các bác nhìn cho em này, tem mác đầy đủ hết nhá. Đấy, bác nào cảm thấy chưa yên tâm thì em Việt có thể là mang ra Ford Hải Dương để cho anh chúng ta kiểm tra chất lượng này, capo này không biết vặn này. Đó, máy đây, nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đấy, vâng, một chiếc xe phải nói là thực sự rất đáng giá đấy, đáng tiền đấy, capo này. Nói chung là con này thì các bác có thể là yên tâm về chất lượng nhá. Vâng, yên tâm về chất lượng. Đó. Xe cũng đang kiểm đến tận tháng 5 năm 2025 nhá. Vậy thì đó là chất lượng chi tiết của chiếc Ford Everest 2017 phiên bản máy dầu, động cơ 2.2 đang có mặt tại showroom em Việt. Và mức giá hiện tại showroom bên em đang chào bán dành cho chiếc Everest này chỉ với con số là 735 triệu. Bác là quan tâm yêu mến thì xin mời các chúng ta có thể trực tiếp nhấc máy Valo cho em theo hotline là 0968 22 889 để nhận được hỗ trợ tư vấn chi tiết về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc Everest này các chị nhé.
Và một lần nữa rất là cảm ơn các bác đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất các anh chị nhé.